Hôm nay ta chuyển sang học cái phần cuối cùng, đó là phần về master page và cái user control. Bây giờ vào vài trang web các em ý. Ví dụ như cái trang dân trí này các em thấy. Đó, đây là nội dung chính này, xong click vào cái trang con ở đấy thì cái nội dung, cái phần menu bên ngoài có thay đổi không các em? Thì thay đổi nội dung bên trong không? Em thấy có cái phần khung hoàn toàn giữ nguyên. Nhất là cái phần ở trên đỉnh, đó là cái phần gì các em nhỉ? Banner này. Và cái phần footer này thông thường là cố định. Đấy. Cái phần master page mục đích chính đó là để tránh mình khỏi nạp đi làm lại những cái phần gì như gọi là cái phần banner này, cái footer này, cái trang là cả trang chính và trang con đều có cái phần đấy. Để tránh trường hợp mà các em phải copy phần đầu này, copy phần cuối các trang khác thì nó sinh ra một cái khuôn, như tất cả những cái trang nằm dùng ở đấy là có cái mẫu giống nhau ấy. Các em nhìn cái mẫu hóa đơn người ta viết ngoài cửa hàng ấy, hoặc một số cái ứng dụng phần mềm ấy, người ta có mẫu hóa đơn thích cứng, hoặc như cả cái mẫu mình đăng ký thực tập hay là đơn xin việc đấy có cái mẫu chung, kiểu điền thông tin chính vào ấy, nó vô chung, do vậy cái đấy mà ta gọi cái master page, cái khuôn chung ấy. Để tạo đấy, các em nhấn kích chuột phải vào cái bộ dây này, add new item. Đây các em nhìn thấy web form và bên dưới là cái master page, tức là trang quản trị ấy. Master page chấm master này, cái trang này các em dùng như trang bình thường, nó khác một chút là nó chia thành các khu vực. Của hàng rất tiền mấy cái kia chưa? Anh tạo thêm một mới giống như anh bảo ấy. Được không? Được. Nó không có nhỉ? Tạo mới cũng được rồi. Ừ. Nó sinh ra là có sẵn cho này, cái đấy không có luôn nhỉ? Các em tạo xong chưa? Đây khi mà chúng ta kích vào New Master Page nó ra một cái trang cấu trúc thế này. Đấy. Các em thấy cấu trúc này có gì khác với trang kia không? Vẫn giống đúng không? Nhìn kỹ bên trong này, nó khác một cái bên trong thôi. Thứ nhất ở cái phần hit nó có một cái content placeholder này đấy, và có cái id bằng hit này, tức cái phần này để nội dung chứa cái phần chính. Và các em nhớ vào cả phần nội dung nữa, có hai phần cần lưu ý, một là cái holder có hit này, và cái thứ hai là có content placeholder. Cái phần bên này nó cứ chứa cái khung để những trang khác mà trang con ấy nó sẽ dùng vào đây. Thế còn cái phần dưới là cái nội dung trang con hiển thị và nội dung trong này. Nói thế các em hơi khó hiểu không? Bây giờ các em cứ tạo một cái trang ở trước đã, xong thì dùng phần con dùng thay tác dụng của nó. Chỗ đây là trang chủ này, hay là msk một master page. Bây giờ các em tạo xin add một cái trang mà có cái phần hit ban, có ba khung, một khung ban đơn trên này, cái nội dung các em chia thành hai cột. Đây vẽ p nhá. Sau là thay thế thường phần vào, em sẽ thấy tác dụng của nó. Đây, các em tạo một cái trang web như này. Tạo luôn rồi chứ master page hay tạo sao? Tạo xin ad đi. Bố Hồ Chiên có thể đơn giản này nhá. Bây giờ có thể làm thêm cái footer nữa, giờ chỉ cần đơn giản làm 3 khung thuần là 1, 2, 3. Và để sau mình sẽ phần cái nội dung chính bị tiền mục 3 này. Thế còn cái phần này này, hai cái phần 1 với 2 là mình sẽ cố định cái trang nào giống trang nào. Thường thường cái menu bên trên giới thiệu này, bên trái là phần menu chúng ta chọn đi. Cái phần giữa thì nội dung là phần 3 này. Về sau trang phức tạp có thêm các cột bên này để quảng cáo để tính sau. Đây là phần đầu tiên thôi. Cái chính các em chỉ cần phần 1 này, phần 2 chia thành cái khung, có một khung bên ngoài bao hết cả 3 phần này. Sau đó cái phần bên trên banner này, phần nội dung chia thành 2 tiếp. Các em tạo xin có các bit này. Sau đó cái phần 3 mình sẽ dùng nội dung của từng trang một. Và cái phần này về sau mình sẽ kết hợp với cái user control, tính là cái UC ở bên WinForm có đấy. Đấy, cho vào phần 3 này. Các em hiểu tượng chưa? Mỗi trang các em hiểu các em là được. Đầu tiên các em tạo cái CSS cho cái này đi. Rồi tạo một cái CSS app new item vào. Tạo hợp file riêng tài. Đâu rồi, chạy trốn tài ship
Đầu tiên đơn giản là chúng ta làm cái khung ở chính thôi, cho một cái dụ là main này, cái width thứ hai của nó dụ width tầm khoảng 1000, cái x này, xong cái min 2, cái chiều cao nhỏ nhất đi, chẳng phải cho tầm 500 này, cái x này, cái còn chiều cao bình thường ta cho auto để nó tự động. Sau phần này có hai phần, phần trên này. Cái phần trên đỉnh ta cho phần banner này, còn bên dưới là phần content, phần footer thôi đấy, không nhắc đến. Là ví dụ này. Cái phần này đều cho width tầm khoảng 980 cái gì, nó kéo được. Cho width giống nhau này. Cái viết tên chuẩn nhé, nếu không thì copy. Dụ hai phần này tầm khoảng 200 cái x đấy. Phần content này. Content cho hai nó tầm khoảng 300 đi. Cái viết CSS này có nhiều cách viết nhé, thường có hai cái thông dụng, một cái là viết theo kiểu như này, hàng này. Có một số người viết theo kiểu chiều ngang, cắt hết thành một dòng ấy, kéo hết thành cuộn này. Nhưng viết chiều ngang hơi khó đọc, nhìn lại cái đọc đọc kéo này nhìn rối lắm. Content mình chia đến hai phần, nét content này. Của bên trái của phải phần này em cho chiều cao giống nhau, chiều hai tầm 300 cái x, mình kéo phải rồi mà phần nó bằng nét chấm nổ sang hai bên. Phần nét content thì mình cho cái nội dung tiếp vào. Phần nét content này chỉ cho width thôi. Width cho tầm khoảng 100 cái x. Còn right content, nếu viết không tự tin thì các em nên copy paste. Copy tầm khoảng 980 hoặc 900 cái x. Đấy. Như này có được cái khung có cái phần bên ngoài này, phần trên, phần dưới và hai cột ở giữa rồi. Các em gõ xong phần này chưa? Được. Rồi chuyển sang master page. Nếu hết nó vào thì xe vào ôm bên ngoài này. Rồi kéo cái này liên kết cho nó. Các em để phần này bên ngoài cái phần AFP Pnet Holder nhé. Bởi vì cái phần này trang con nó dùng đến. Ở trang tra các em để cái phần link ngang như ngày xưa các em đã thường dùng sang bình thường. Đấy. Ở trong này có cái mục form này, các em chú ý này. Với này có thẻ div. Cái phần thẻ div mình sẽ để cả cái ID main vừa xong đã viết. Đi bằng main. Thế thôi, thường phải chuẩn nhé, nên cái nhỏ này. Đấy. Còn cái mục có tên là content plus holder này, các em để vào trong cái mục mà write content. Tức là nó sẽ chứa nội dung của cái trang con, tức là cái phần ô chứa cho các trang con dùng đến này. Các em tưởng tượng cái giống như kiểu là cái trong các mẫu đơn trên tuyển tập chẳng hạn, thì có cái mục họ và tên cho người ta để dấu chấm chấm ấy. Cái dấu chấm chấm này chính là ngang với cái chỗ content với holder này, tức là để cho cái trang là mỗi trang điểm một cái khác nhau cho mục này. Nội dung này thay đổi theo từng trang con một, như kiểu em Nguyễn Thị Hàng này, xong nữa cái đơn mạnh cái gì đấy là thay đổi từng người một là mục tiêu này, còn cái chung là cái bên ngoài này.
đấy, cái chung mẫu là họ và tên này, địa chỉ quê quán là ai giống nhau hết, là cái khung bên ngoài. Cái bên này có hai phần này, đít đầu tiên là ID bằng banner này, rồi đây là banner. Thì các em cho toàn cái ảnh vào, nhớ căn chỉnh nền cho nó này, những phần này nên thụt ở một số cách. Sau vào bên dưới là chúng ta sẽ có một cái content ID bằng content này. Đấy. Trong content này chúng ta lại chia thành mấy cái các nhỉ? Rồi, lại chia ID tiếp. Các em gõ thử một cái một dòng. ID là bằng nét. Thế là tên chuẩn các em nhé. Nếu mà đặt tên hoa thường là tên chuẩn là nội dung tên trái này. Tương tự ID bằng content. Đấy. Cái phần tag content này chúng ta thiết kế để chứa nội dung. Lúc này với cái phần cần cái phần AFP Product Holder này, các em cắt vứt vào trong đây. Đây. Cái phần AFP này, 2. Content Product Holder, tức là cái nội dung của cái phần bên trong, Product Holder, cái phần thay thế bên trong ấy, địa điểm ấy, chúng ta cho vào này. Các em cắt vứt ở bên trong chỗ line này. Đấy. Và cái mục cái phần line, các em chú ý tuyệt đối là không viết gì trong đây. Đó, viết vào trong cái phần này này, content này các em viết thì lên sang cái trang con xóa hết chẳng có tác dụng gì cả. Vậy mặc định là cái dành cho chỗ trang con nó dùng. Đấy, tạm thời các em ghi thế không, tí mình dùng trang con các em sẽ thấy hiểu liên kết hai phần thế nào. Ừ, nó mình dùng cái này là trang mẫu, hiểu một cái mẫu liên hiệu tạp đi, có một mẫu thằng em vani photo photo, cái này như cái master là một cái để photo thôi, còn dùng được cái mục điền vào cái phần internet holder này, và cái phần bên trên nội dung cần điền nó là cái phần Internet có ID bằng hit này. Những cái phần như ở liên kết là link này, hay active ở cái phần hit ở trong trang khác thì nó sẽ nhảy vào cái mục AFP Internet Holder phần trên đỉnh này. Còn nội dung từng trang một nó sẽ nhảy vào cái mục con này. Các em hiểu chưa? Đấy, gõ xong này, xong dùng này, cái khác này nó thông ngay mà. Bây giờ các em chuyển sang chỗ design này, hiển thị bên trên. Cái màu này không nhìn rõ rồi. To quá. Đây. Để cho nó rõ ràng, các em nên cho cái mỗi phần một màu, rồi phần nét content các em cho cái background color cho màu đỏ đi. Cái lúc này mình cho để thử màu xem nó nổi các khối đúng chưa thôi, còn về sau mình lại xóa đi. Cái phần banner các em cho tạo một cái màu gì đấy, background banner ấy. Đó, vàng vàng này, trên đâu. Đấy. Để các em thấy được các khối của mình hiển thị trang trí đúng chưa, xem nó chuẩn chưa ấy, nó có bị đèn lên nhau không. Đây một cách cho về sau các em làm cái ngon này thành đàn rồi mình xóa hết đi, không còn nhiều màu nữa. Nếu thiết kế nhìn cho nó các khối nhìn nó chuẩn chưa, như này thấy cái phần tỉ lệ chưa hợp lý chẳng hạn, nếu chưa hết thì các em lại kéo thả được. Đây là kích vào phần bên này có phải ra cái phần bên trong không. Đây main này, main cả khối này. Đấy, cho kích nội dung dưới này. Content này, nó tạo phần bên này. Content chưa hết. Cái phần bên trái này chúng ta hơi nhỏ, bên phải hơi dài quá, sao bớt phần bên phải vào một chút. Drag content. Thu phần nhỏ vào để cho cái phần màu đỏ này nó giãn ra. Các em chỉnh sao nó hợp lý rồi. Đấy.
cho máy cho em có cái ảnh nào đẹp không? Rất là khó này. Cái banner để nó đỡ trống em cho tạo một cái ảnh. Background down image này. URL này. Trong ảnh này có. Cho tạo một cái ảnh vào cái phần banner ấy. Đây đây. Có ảnh rất đẹp. Đường dẫn này ghi thế nào các em nhỉ? Để kéo nó ra. Nếu trường hợp chúng ta mới thêm ảnh ở đây chưa có thì các em kích chuột phải chọn vào refresh. Đây này. Chọn refresh folder cho nó làm tươi nè. Kéo ra nó ra một đường dài đấy. Cái phần này các em chỉ cần lấy từ cái phần image thôi, bởi vì cái trang của mình đang ở cái mục ngoài này. Cái phần này chúng ta đang ở trong file JS, vậy thì cái đường dẫn thế nào là hợp lý các em? Cái ảnh thì trong thư mục image này, còn cái phần JS chúng ta cần lấy là trong thư mục style. Như vậy đường dẫn ảnh thế nào các em? Để nguyên image này được không? Còn mấy chấm này? Hai chấm này để lên thư mục trang, so đến thư mục này mới ra được ảnh. Bây giờ các em thấy có cái ảnh ở trên này. Đó là mỗi cái cây này không được hết cả hình. Bọn đỏ chói quá, rồi bỏ này đi. Đấy, dụng một tạm tạm cái khung là xong, về nhà thiết kế tiếp. Đây, để em xong mục master page chưa? Bây giờ nếu các em có thói quen là trước cái chuột phải để view code thì các em sẽ không thấy cả vào đây, bởi vì cái trang là như anh nói lúc trước nó chỉ là cái mẫu thôi, như một cái mẫu đơn xin thực tập về đơn xin nghỉ học thì chỉ có mẫu họ tên của thôi, chưa dùng được ngay, không thể mang thầy mang trường hợp cho cô giáo nhà trường được, mà phải đến thông tin. Cái phần đầu tiên ta sẽ dùng cái trang khác, đó là cái trang page bình thường. Các em xong mục kia chưa? Đây. Bây giờ các em kích chuột phải vào cái trang của mình ở là một thư mục vào project cha này. Chọn vào add new item bình thường. Vẫn chọn vào cái web form. Lúc này các em đặt tên là trang chủ đi. Đây là trang chủ. Đấy. Khác một chút so với lần trước, đó là có cái phần lựa chọn dấu check này. Các em click vào cái check là Save Next Master Page. Đấy. Bình thường chúng ta không chọn cái này, nhưng chuyển sang cái dùng tem mẫu trước, các em click vào Save Next Master Page. Đây này. Sau đó nhấn OK, nhấn F. Lúc này nó hiển thị, vì có một Master Page hiển thị một cái thôi, các em ấn OK. Đấy. Lúc này cái trang chủ của mình, các em thấy có chuyển hai phần này. Có phần content ID và content 1 này. Bên trên nó ghi là content per holder hit này. Bên dưới là content per holder 1. Cái này các em sẽ chuyển ở đâu nhỉ? Hai cái mục này này. Đấy, chính là cái mục bên này này. Cái phần tiêu đề, phần trên đỉnh cái hit là cái này. Đây. ID hit này, nó ánh xạ sang bên này. Các em thấy chưa? Đấy, các em sẽ điền gì bên này thì trang kia nó sẽ cái phần ở truyền cái phần mình đến trong này này, nó đã chuyển sang cái trang bên này rồi. Giờ ninh một cái khác nhá, kéo ninh một cái bên này sang một cái edit đây chẳng hạn, cho thế này thì lúc mình chạy ở cái trang này nó sẽ gộp cả hai bên với nhau. Còn cái phần nội dung của nó bên trong này, các em nhìn này, ở bên này chúng ta có cái mục nội dung ở type content là
AST 2.content holder. Thì ở cái trang con lúc mình thêm vào sẽ có mục sẵn đây này. Đây trên cái phần là nội dung chúng ta thêm vào đây. Đấy. Đây là nội dung trang chủ. Đấy được chưa? Đấy, control net này, chuyển design. Đấy, các em thấy nội trang chủ này. Những cái phần mà sang các bên như kiểu là banner này, bên trái này, các em thấy có điều chỉnh được không? Đấy, nó có một cái dấu khoanh tròn đây, mình báo cấm này, không dùng ở đây được vì cái phần thuộc về master. Các em muốn chỉnh những cái này sang master chỉnh nó chung hết. Còn ở trang con là các em chỉ được phép thao tác đúng cái mục vào trong và đi bó hẹn cho cái mục content holder thôi, nên là phép tùy chỉnh. Còn các mục khác nó kiểu nó bị cấm rồi. Các em tưởng hiểu cái dùng này chưa? Đây nhá. Ở cái trang chủ thì các em phải dùng có hai phần. Phần ở trang chủ các em chỉnh mục nào cũng được, nhưng trừ vào cái mục content với holder. Cái này các em vẫn chỉnh được nhưng mà sang bên trên kia sẽ bị xóa hết. Còn các mục khác các em chỉnh bình thường. Đây là trang chủ nhá. Còn cái trang con mà dùng trang này ấy, thì những cái mục mà trang chủ có mà không thuộc cái brand holder này, như có cái banner này hay cái cột bên trái, thì mình di chuột trên đều bị cái biển báo, như cái biển báo cấm ấy. Con chuột chuyển thành cái phần khoanh đỏ tròn. Đó hiểu rằng chỗ này mình không chỉnh sửa được ở trang này. Là cái mẫu có sẵn rồi ấy, nhưng mẫu là trường ban hành hoặc là quốc gia ban hành rồi thì các em không chỉnh được. Chỉ có thể phép điền vào, người ta bảo họ tên để chấm chấm, thì các em điền dấu chấm chấm là Nguyễn Văn An ạ, hoặc Nam Văn B đấy, điền vào đây thôi. Và mục khác các em thay đổi được. Các em hiểu tượng chưa? Thế là cái phần này tạo ra mẫu, còn cái phần này chúng ta dùng cái mẫu đấy. Thông tin theo từng mục vẫn để sẵn là mục này, các em thích thì điền vào đây. Trang chủ này, nội dung ở đây, đấy, ở đây hết. Các em hiểu tượng chưa? Và cái trang này các em chạy bình thường như cái trang này. Cái trang chủ này khi chuột phải chạy thì nó phong rồi. Đấy, tương tự các em tạo một cái trang khác. Lựa cho một cái trang là sinh viên chẳng hạn. Hay trang hàng hóa được. Trang bất kỳ được. Đấy. Cũng dùng cái trang này nhá. Cho em tạo một trang mới đi. Tạo ra vài trang mới thấy được cái sự không web form này. Và cũng chọn cả cái select master page. Có nghĩa là một cái mẫu master page các em dùng cho nhiều trang được. N trang. Nó không. Các em dùng được nhiều cái. Nhưng thường thì dùng cái đó. Tức là đây này, mình chọn vào. Chọn á. Có mà. Có. Đây là trang sản phẩm này. Thì một trang sản phẩm nhá, click vào em này. Em nhìn chỗ mục chọn đây này. Nó có nhiều cái hiện ở đây, em chọn cái mẫu nào chọn ở đây. Ấn OK. Giờ chưa tạo gì, chúng ta được sẵn một cái mẫu khung có sẵn như này rồi. Nhưng mình không phải mất công tạo copy paste nữa. Như bình thường các em biết như cả PHP chẳng hạn, các em copy paste các trang mất thời gian mà không cần thiết. Đặc biệt cái lúc mà mình sửa một trang, các trang khác phải copy paste lại hoặc sửa hết mất thời gian. Còn đây các em sửa đúng một cái mẫu, toàn bộ các mẫu khác thay đổi hết. Tức là giả sử như này rồi các em thay đổi nó đây thay đổi theo, chứ không phải là phải chuyển từ đầu nữa. Dụ trang sản phẩm các em cho một vài cái ảnh vào. Demo này, kéo vài cái ảnh lên cho đỡ trống. Còn nát đã học xong cái phần về UC, User Control ấy. Đây. Cái phần này không hơi bé, anh tạo cái khung này to hơn chút đấy. Nên cho to một chút này. Cái phần trang chủ các em kéo dài một tí. Nói về cái trang master các em kéo dài thì xin nó tự chỉnh xem. Kéo nội dung nó dài dài này. Lấy cho sản phẩm làm gọn hơn này. Lấy cho sản phẩm này. Ví dụ các em tạo ra một cái trang khác nữa. Cho vài trang mà để tí mình tạo cái menu ấy, kích kích cho từng chuyển từng trang một. Các em hiểu chưa? Cứ tạo thêm khoảng 3, tạo 3 trang là được rồi. Và kích cho thay đổi một chút và đỡ đơn điệu. Trang sản phẩm, trang đặt hàng này.
của masterpiece này. Nó có sẵn cái khung rồi, các em kéo một cái ảnh bất kỳ đã. Mục đích là để nó khoảng trống rồi mà. Còn chi tiết sẽ là từng cái một. Nếu đây anh tạo ra 3 trang sản phẩm là trang chủ và trang đặt hàng. Các em tạo xong chưa? Sau đó quay về cái trang master ở cùng bên trái này, các em tạo vài cái menu để kích vào cái phần nào nó chạy anh trang đấy. Các em hiểu chưa? Từ kích vào trang chủ thì chạy trang chủ này, sản phẩm tại sản phẩm ấy, xong đi các trang với nhau ở cái phần bên trái này. Dùng cái gì các em nhỉ? Dùng thẻ gì liên kết nhỉ? Thẻ gì liên kết? Đây chỉ gọi trang thôi mà. Thẻ A đúng rồi. Cái phần này cho danh sách thì chúng ta dùng một cái danh sách cho nó gọn. UN hay NI? À UN hay ON à? Danh sách có thứ tự là gì? Có cái phải do dùng UN. UN kèm cái gì các nhỉ? Đây. Đúng rồi. Bên trong là Y cho thẻ A vào. À kéo qua trang cũng được. Thích nửa thì kéo vào, không kèm cho thẻ A. Cái này là trang chủ đầu tiên đi. Đây nó liên kết sẵn này. Viết được mà, thế là nửa thì kéo thôi. NI này. Bên này nó kéo vào. Trang chủ này. Sản phẩm này. Tiếp một cái NI nữa. Để cho người ta tạo cái menu bên trái người ta chọn đấy. Đây làm dạng thô, về nhà các em tìm các dạng menu mình ghép vào thay mỗi cái link thôi. Các dạng menu người ta kích rồi dạng kích chuẩn nó thổ ra thổ vào ấy. Còn cái trang đặt hàng nữa. À, nó lấy text làm tên trang luôn. Mình đặt tiếng Việt. Cái phần mềm nó mất màu các em còn không? Để nấm cái màu các em nhạt nhạt. Được. Đủ B8 này, ECFA. B8, ECFA được cái màu nhạt. B8, ECFA được cái màu rất là nhạt. Nét này. Đây là màu của mình bên trái nhạt hẳn đi. Trang chủ sản phẩm đặt hàng. Đó, các em lưu hết nó vào. Ok rồi nhỉ? Nó là cái trang này nhé. Không chạy thử từng cái một. Từ cái trang chủ này. Trang chủ rồi kích vào trang sản phẩm này. Đó, các em sẽ đa sản phẩm luôn này. Cái link trên ấy. Cái tạp hàng này. Đó. Cái phần của nó, cái khung các em thấy nó giữ nguyên này.